Xin được chào mừng tất cả quý vị và quý khách hàng trở lại với Đồ Gỗ Văn Sáu. Và hôm nay Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho tất cả quý khách hàng các sản phẩm về chung phú quý được chế tác trên chất liệu gỗ hương nghiến. Và như ở trên đây thì quý vị đang thấy ở trên màn hình thì tôi có mang lên 7 chiếc chung phú quý với các kích thước là từ thấp đến cao. Thì sau đây chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về kích thước, giá thành cùng với những đu hoa tự nhiên và kiểu dáng của từng chiếc bình phú quý để nắm rõ hơn về các sản phẩm có ở trên bàn. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau đi chi tiết về các mẫu chung phú quý có ở trên bàn. Đến với chiếc chung phú quý đầu tiên, như quý vị theo dõi và quan sát thì cái chung phú quý đầu tiên có kích thước nhỏ nhất ở trên cái bàn này và cái màu nó cũng khác nhất. Đây, thì mỗi cái chung phú quý này thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về kích thước trước và sẽ đi đến giá thành. Mẫu này thì có chiều cao là 25 và đường kính là 15. Giá của mẫu này là 700.000. Đấy, về cái dáng của chiếc chung phú quý này thì như quý vị đang thấy thì không có với những chiếc chung phú quý này thì có kích thước nhỏ, vì vậy cũng rất dễ là trang trí trưng bày và nó cũng phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người. Cùng một kích cỡ nhưng nếu như nụ hoa tự nhiên và những vân tự nhiên nó đẹp hơn thì giá thành nó sẽ cao hơn. Một chiếc chung phú quý mẫu chung này thì tuy nhỏ thôi nhưng mà có rất nhiều nụ hoa, chiếc gần hơn cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Đây là phần loe của cái chi tiết là chung phú quý. Đây được làm rất là mịn đều, hàng thì đặc gỗ. Tiếp theo là check đến nụ hoa này, từng những cái chân hổ chân báo, xen theo đó là những cái đường vân của chất liệu gỗ nung nghiến. Mẫu này Đồ Gỗ Văn Sáu đang bán giá là 700.000. Với giá chỉ 700.000, quý khách đã được lựa chọn một cái mẫu chung phú quý nhỏ nhưng mà dáng rất là đẹp, kèm theo những cái vân gỗ tự nhiên cùng với nụ hoa tự nhiên rất độc đáo. Đấy, và những cái mẫu chung phú quý này đã được tẩy trắng này nhiều lượt và đảm bảo là đúng quy trình. Đấy, để cho nụ hoa nó nổi lên và đã sơn phủ bóng PU tạo nên độ sáng bóng và bảo vệ cho được cái nụ hoa tự nhiên này nó được lâu bền, nó không bị xuống màu. Rất là sáng bóng, khi mà check với cái góc máy quay nghiêng như thế này thì mới thấy được cái độ bóng của cái chung phú quý. Tiếp theo chúng ta đến chiếc chung phú quý thứ hai. Chung phú quý thứ hai thì có chiều cao là 25 và đường kính là 15. Về cái chung này thì cái mặt mà quý vị đang nhìn thấy là các cây nụ hoa tự nhiên kèm theo những cái phần vân. Tôi sẽ quay một vòng cho tất cả quý vị cùng thấy. Đây, phần bên này thì là những cái phần chun, có cả vân nụ hoa cả chun nữa. Mỗi chiếc bình nó sẽ có những cái đặc điểm độc đáo riêng về cái độ nụ hoa và vân gỗ. Mẫu này thì là cao 25 và đường kính 15. Giá của chiếc bình này thì là 650.000 mẫu này. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với mẫu số 3. Như quý vị thấy, mẫu số 3 thì check góc máy quay gần như thế này thì đã thấy cái độ đẹp của cái chiếc bình này rồi. Về cái độ vân và cái nụ hoa tự nhiên đây. Vân thì đối với mẫu này thì nó nhìn nó bay bổng hơn và những cái đường vân nó uốn lượn, kèm theo đó là các nụ hoa tự nhiên ở phía bên đây. Kiểu dáng thiết kế thì cũng giống với các mẫu vừa rồi, tuy nhiên là cái kích thước thì là cao là 26 và đường kính thì vẫn là 15. Mẫu này Đồ Gỗ Văn Sáu đang bán với giá là 700.000 đồng. Cho quý vị về cái góc này, những cái nụ hoa rất là đẹp cho cái mẫu bình này luôn.
bình thu hút tài lộc mà mang về trang trí trưng bày trong nhà thì lại còn làm tôn lên cái không gian nhà của quý khách. Khi mà khách hàng đến chơi thì nó cũng thể hiện được cái sự lịch sự trang trọng. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với mẫu số 4. Mẫu số 4 như quý vị đang thấy ở trên đây thì là một chiếc chum có cái chiều cao thì là, đây tôi sẽ check về thông tin chiều cao. Chiều cao là 30 và đường kính là 15. Và báo giá luôn cho tất cả quý khách hàng theo dõi được video này thì mẫu này ở đồ gỗ văn sáu bán với giá là 700.000. Tiếp theo sẽ đi chi tiết hơn nha. Đây là các cái phần nụ hoa tự nhiên khi mà có ở trên cái phần bình đây. Tất cả được tiện, quý vị thấy tiện rất là tròn đều về cái dáng thế. Mẫu này 700.000, quý khách nào mua liên hệ đồ gỗ văn sáu. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với mẫu chum phú quý số 5. Đây. Thì mẫu này thì có chiều cao là 29 và đường kính là 15. Giá thành của chiếc chum này là 900k. Và sẽ đi chi tiết hơn để cho quý vị nắm được cái những cái đặc điểm nổi bật trong chiếc chum này. Chiếc chum này như quý vị đang thấy ở đây là cái góc check về cái nụ hoa tự nhiên kèm theo đó là các cái phần vân. Đây, ở phần dưới phần phần chân của chiếc chum này thì quý vị thấy là có rất là nhiều vân. Với những chiếc chum phú quý làm trên chất liệu gỗ nung nghiến thì rất là đặc gỗ này, cứng chắc lâu bền thời gian, không bị là mối mọt. Vì vậy thì quý vị bỏ ra 900.000 để mua một chiếc chum phú quý này thì mang về sử dụng trưng bày trong nhà thì được rất là lâu năm và có thể trang trí ở các cái kệ góc hoặc các cái kệ nhỏ trong không gian nhà của mình. Tiếp theo chúng ta hãy đến với mẫu số 6. Mẫu số 6 thì mẫu này có chiều cao là 30 và đường kính là 15 và giá thành của mẫu này là 700. Và sẽ check gần hơn cho tất cả quý vị thấy được các cái nụ hoa. Nụ hoa tự nhiên. Phần bìu nghiến hay còn gọi là ngọc nghiến, mắt nghiến được hình thành bởi sau quá trình rất là nhiều năm, ảnh hưởng của thời tiết và những cái yếu tố ngoại cảnh sẽ làm cho các cái gốc của cây nghiến tạo ra các cái phần u sụn đấy, hay còn gọi là bìu nghiến. Và sau khi đã được mang về và được tiện làm thành các chiếc chum phú quý và được tẩy trắng theo đúng quy trình sơn phủ bóng PU sẽ tạo nên một tác phẩm hoàn thiện như quý vị đang thấy ở trên video. Mẫu này là mẫu số 6, cao 30 và đường kính 15, giá 700.000. Quý khách hàng nào mua liên hệ ngay đồ gỗ văn sáu. Chúng ta đã đi chi tiết được 6 chiếc chum phú quý và chỉ còn một chiếc cuối cùng ở trên đây, thì chúng ta hãy đi nốt về cái chiếc chum này. Thì đầu tiên quý vị đang thấy cái dáng của cái chum này là cao nhất và cái phần đế này, ở phần chân này thì có thiết kế đặc biệt hơn chút là có hơi có cái độ gợn và loe ra một chút đấy, để tạo nên cái dáng thế nó cao và đẹp hơn. Mẫu này thì giá là 1.200.000, chiều cao là 37. Đường kính là 16. Đây, sẽ đi chi tiết về chiếc chum này. Đây là các cái phần nụ hoa tự nhiên của cái chum, kèm theo đó là các cái vân. Nếu quý khách hàng nào muốn ngắm những cái đường vân thì sẽ xoay cái mặt bên này sang. Nụ vân đầy đủ luôn, nụ thì xoay mặt này. Vâng, và trong một video ngắn chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu về 7 chiếc bình phú quý, chum phú quý thu hút tài lộc, và chúng ta đã đi rất chi tiết về những cái nụ hoa tự nhiên cũng như kiểu dáng của từng chiếc bình cũng như là kích thước. Thì quý vị nào muốn mua các cái mẫu bình chum phú quý hiện đang có trên video này thì hãy liên hệ với đồ gỗ văn sáu qua số điện thoại là 0968
152070 hoặc 0972282070 để được liên hệ tư vấn và đặt hàng. Một lần nữa thì xin kính chúc tất cả quý khách hàng luôn được sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.